Chào các bạn. Bonjour. Ici Ngọc Trân. Tôi là Ngọc Trân. De la chaîne YouTube Sài Gòn Amour. Tôi có kênh YouTube Sài Gòn Amour. Vui lòng đăng ký kênh để xem video nha. Veuillez vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos aussi. Et ça, je suis au centre-ville. Tôi đang ở trung tâm thành phố. Dans une rue piétonne. Và đây là đường đi bộ. Il n'y a que un peu plus de 500 mètres. Qui commence là-bas. Bắt đầu đặt kia, các bạn thấy đi bộ buổi chiều đông lắm. C'est en fin d'après-midi, donc il y a du monde. Et ça termine là-bas, quoi. Tout au bout. Đó, un peu plus de 500 mètres. Chỉ khoảng chừng trên 500 mètres chiều dài thôi. Vous voyez. Mais des deux côtés, on laisse les circuler, les voitures et les motos. Nhưng mà hai bên thì người ta để cho xe gắn máy, xe hơi chạy ha, các bạn thấy. Đấy, các bạn thấy không? Tout au bout, on voit la mairie, l'hôtel de ville. Ở cuối kia người ta có thể thấy cái Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ha. À l'image des gens ailleurs, đây kiểu như ở ngoài nước ngoài, đột tì và gì. Reste comme ça. De temps en temps, il bouge. Thỉnh thoảng thì quay cái. Mình thấy. Có sinh hoạt. Vậy. À l'image de Hollywood aussi, voyez. Les personnages des films. Người nhện à. Spider-Man. Đấy, đúng. Mais ce qu'il y a de particulier ici, c'est pas ça. Nhưng mà cái đặc biệt ở đây không phải là những cái này. Mà on va voir tout de suite. Voyez en haut là, các bạn nhìn lên trên thấy không? Ça, c'est un immeuble résidentiel. Đây là một cái nhà chung cư, nhưng mà rồi á bây giờ là thành ra quán xá ha. Mais ça devient avec le temps des cafés, des gargotes comme ça, vous voyez en haut là. Ça crée un trait culturel. Nó tạo ra một cái nét đẹp cũng có thể gọi là văn hóa. Au centre-ville, vous voyez. Các bạn thấy không? Voyez. On les prend photo, c'est gặp luôn. Người ta chụp hình cái này cũng nhiều lắm mà. Đăng trên báo nước ngoài. Voyez. Ok. Đây. Các bạn thấy không? Prendre des photos beaucoup, vous voyez. Même c'est des photos comment? Des selfies, hein? Autoportraits. Avec des gens comme ça. Vous voyez.
foyer. On dirait qu'il n'y avait pas de Covid. Có thể nói là chẳng có Covid gì ở đây cả. Các bạn thấy. On va voir encore ça. Ờ, vậy thôi, cũng nhiều rồi. On sẽ đi ra bố cũ. Tôi là Ngọc Trân. Je suis Ngọc Trân, je vous dis au revoir. Veuillez vous abonner à ma chaîne YouTube Sài Gòn Amour pour d'autres vidéos. Vui lòng đăng ký kênh Sài Gòn Amour để trên YouTube để xem những video khác các bạn nhé. Bây giờ tôi xin chào. Bonjour, je vous dis au revoir maintenant. À la prochaine. Hẹn gặp lại.